Xin chào mừng các bạn, chào mừng các bạn trở lại với trang những cổ xưa. Trước tiên rất cảm ơn các luôn quan tâm với em, ủng hộ bên em suốt thời gian qua. Bác nào ở trên kênh em lúc đăng ký kênh màu đỏ bác phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông. Ngày nay giới thiệu một kính rất độc lạ nhé, đó là cái kính man của Tây Ban Nha, dáng chát bọc vàng của Tây Ban Nha, thập kỷ 1950. Cái này size 140 nhé. Trước tiên tổng quan và sau đó trước tiên bên trong của mình, cái này nguyên nhân toàn bộ nhé, mà rất là mới, độ mới rất cao, bọc vàng sáng ánh gương. Những đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì bao giờ là kính nó sẽ là cái màu như chả để qua đêm 2-3 ngày. Thứ hai để nhận biết dễ nhất của đối tượng bán hàng giả hàng nhái đó là không đăng địa chỉ, giấu địa chỉ và thay đổi địa chỉ liên tục. Thế thôi. Bọc hàng thật bọc vàng sáng gương này, còn hàng giả hàng nhái những nước chả để qua đêm 2-3 ngày. Và đối tượng bán hàng giả hàng nhái bao giờ cũng giữ địa chỉ, không bao giờ công khai địa chỉ. Và sử dụng những sim khuyến mại sim rác, kể cả đuôi sim số rất đẹp, đuôi ban 2, ban 6, ban 8, ban 9 và tứ quý 5. Amateur một bờ vớ vẩn hết. Bởi vì bác đừng có địa chỉ đâu ạ, giấu địa chỉ. Tất cả những cửa đồ cổ xưa nên mua chỗ nào địa chỉ rõ ràng, công khai địa chỉ số điện thoại. Ở cầu giữa thì nó có cái trong truyện vương có số 20 và một bên là 25 phần nghìn. Cái này cây kính của Tây Ban Nha nhá. Cái kính gọi là man chữ H bọc vàng của Tây Ban Nha, thập kỷ 50-60, rất mới rất đẹp, nguyên zin. Càng phải là có chiếc frame Mary Spain. Spain có nghĩa là Tây, thì có là tiếng Tây Ban Nha, chữ Tây Ban Nha. Tiếp theo là càng trái là có chữ man, đây nó chính là tên hãng của nó. Nó man gọi là Spain, Tây Ban Nha. Và trước đây cái kính này em bán giao lưu được năm ngoái năm kia em bán rất nhiều rồi, giá thông thường là khoảng 15 triệu, đấy còn 15-16 triệu. Nhưng để trên các bác ủng hộ em hơn 2 năm qua bán tại nhà đường Trường Chinh, em nhận được một lô kính cổ đồ cổ xưa số lượng lớn, giá tốt giá thấp, em bán với giá tốt giá thấp cho các bác, để các bác là trước chưa siêu tầm được nay sẽ chơi và siêu tầm được vì giá đang thấp, để các bác là chơi kính cổ đồ cổ xưa thang chuẩn 51, giá thấp giá tốt và sẽ chơi được nhiều. Giá là 13.900.000 hoặc là 13.900k, giá là 13.900.000 hay còn là 13.900k cho một cây đó là man chất bọc vàng của Tây Ban Nha thập kỷ 1950-1960. Hàng thật bọc vàng sáng gương nhá, hàng giả hàng nhái thì như nước để chè để qua đêm 2-3 ngày. Và đặc biệt là đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì nó chỉ để mua số điện thoại, là không bao giờ công khai địa chỉ rõ ràng, nó giấu địa chỉ. Mà hay hẹn nơi công cộng, cộng đồng, nhà gai, bến xe, xung quanh Hồ Thuyền Quang, xung quanh Hồ Văn Quán, mập mờ áo tơi vớ vẩn, đứt cước hết. Vì không có địa chỉ mà, đặc biệt là đối tượng bán ở Hồ Lan Bá nhá, Hồ Bãi Cát nhá, hay bán kính giả, số đất giả, số đất đòn gánh chết giả 2.636, hết sức tỉnh, một số bác đã bị dính rồi đấy. À, rồi là một đối tượng ở 1-1 với trường độ Ba Đình, 1-3 trường độ Ba Đình, đó là cổng khu tập thể, cũng bán hàng kính giống hệt này, bán với giá 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, đó là kính Tàu Trung Quốc. Kể cả một số đối tượng kênh lớp kênh đăng ký 10.000 người, 17-80 người trong Nam và Bắc, đặc biệt là trong Nam có con gái nhé, bán giống hệt cái kính này với giá 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, đó là kính Tàu, bản to gấp đôi gấp ba thậm chí gấp 4 lần bản này, đó là không phải đâu. Tất cả kính cổ xưa nó chỉ như này thôi, hàng dân hát ngày xưa như này thôi, chứ không có chuyện gấp đôi, gấp ba, gấp bốn đâu. Thì đó là kính Tàu của Trung Quốc. Rất nhiều các bác bị dính, một số bác mang kính đến nhà em rồi em thẩm định nó bị dính, có một số em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa các tỉnh là em sau các anh em kể ra mới biết. Một số bác mang cái nhà em thì đầu tiên mang đến niềm vui vẻ hớn hở cười, bảo là anh mua được kính vừa rẻ, thì sau em thẩm định bảo con này kính Tàu nhá, thì bảo mua đâu mua đối tượng trong miền Nam, mua đâu mua đối tượng ở Hồ Bãi Cát đứt cước. Thế thôi. Rồi một văn rồi đứa con gái hẹn ở Hồ Văn Quán nữa, nó hẹn ra hồ mà còn hai giây hở ngực trên ngực xong nói anh ở đâu mang qua anh sẽ mình mua thôi. Đấy là đối tượng bán hàng giả nhà anh, thế còn đứa bán kính cổ đồ cổ xưa chuẩn đau thương hiệu hơn 2 năm nhá, quy trình bán rất rõ ràng, bắt là chuyển khoản bác sĩ và sức quốc thì vun đồn đặt cọc 200k, mà thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối, đến bất kỳ thời gian nào. Thế nên thì hay chứ, nhưng với điều kiện điện thoại trước, bởi vì không điện thoại trước thì em sẽ đi thẩm định định giá đồ cổ xưa, với điện thoại trước là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn tất cả đồ cổ xưa. Nếu mua một con trai nó lợi thế đấy, nó đảm bảo có nhân pháp lý, chứ còn mua được con gái mà cũng không địa chỉ thì đứt cước hết. Đấy là kinh nghiệm đấy. Vừa rồi là có độ chia sẻ quan điểm không lấy cuộc đời, bởi vì những năm tháng buôn ba nước ngoài là rút ra kinh nghiệm là chọn những nhà siêu tầm có thương hiệu lâu năm và am hiểu về kính cổ đồ cổ xưa, và mua ở nơi đó phải có hàng trăm kính cổ, hàng nghìn kính cổ để lựa chọn. Mua cây cảnh phải ở những cái nhà vườn đấy, trên mảnh đất đấy mấy chục năm có hàng trăm cây cảnh thì mới ok. Còn mua cái bãi đất trống thuê làm đột biến đến Bạch Hải Đường nhá, Bạch Hải Đường bây giờ là chết đứt cước rồi nhá, khi em lên video bóc cốt thì Bạch Hải Đường chết đứt cước luôn. Và rất cảm ơn bác sĩ, xin chào và hẹn gặp lại bên sau. Tạm biệt các bạn.